Con xin mến chào tất cả quý cô chú, rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh Bonsai Lục Đỉnh Miền Tây. Hôm nay thì mời quý chú ghé lại vườn của anh Viễn, cũng khá lâu lâu anh Viễn mới lại tiếp tục gặp quý cô chú, giao lưu với quý cô chú ha. Cũng mong quý chú xem yêu mến ủng hộ cho anh. Thì vườn của anh Viễn rất là phong phú đa dạng các chủng loại quý chú, cây ăn trái, hoa kiểng ha, đặc biệt là các dòng mini bonsai. Đó, được anh sưu tầm chỉnh sửa cũng rất là nét luôn, rất là dễ thương. Mai chiếu thủy nè, sam trái, rồi linh sam, me, sọp, nói chung hôm nay mặt hàng cũng đa dạng của chú. Đó. Khế gân, rồi con mời của chú mình gặp lại anh ha. Em chào anh Viễn. Rồi xin chào tất cả các chị các bạn trên mọi miền đất nước ha. Em hôm nay em cũng lên được một số cây cũng tạm thành phẩm, với lại mã số thì có rồi cái thông số cũng ghi sẵn nha. Dạ. Cho nên hôm nay em chỉ đọc cái thông số lên cho các chị các bạn mình nghe thôi ha. Dạ rồi. Số điện thoại em lại anh Viễn. Rồi số điện thoại là 0909 110695 nha các chị bạn, có số Zalo luôn ha. Dạ. Chị bạn nào muốn cấp thêm cái hình ảnh thì em sẽ chụp lại cây rõ cho các chị bạn mình nhìn. Rồi. Đầu tiên mã số rồi. 1 hôm nay. Rồi bây giờ vô mã số 1 luôn ha. Số 1 là một cây tam tài ghim nha. Cây tam tài. Rồi, cây này được ương hạt ha. Cây này được ương hạt nha. Dạ. Rễ thì rễ quấn quái. Đó là cây me nước mình đó anh ha. Cây nó giống như me nước à, giống như me nước mà nó lên ba trời à, cái đọt thì rất là đẹp, rồi nó có trái luôn ha. Dạ rồi. Rồi mã số 1, cái hoành cũ ngay đây là 16 nha, cái hoành thân là 7. Cái chiều cao nó là 45. Dạ. Nó tán rộng nó là 50. Rồi cây tam tài số 1 này 700.000 nha, cũng đã bao gồm phí ship ha. 700 thôi chú à, lá rất đẹp luôn. Rồi dạ. Đổi cây ha. Dạ rồi, tiếp tục luôn. Có lộc vừng nữa nè. Rồi, cây số 2 là một cây phôi lộc vừng nha. Cái dáng hơi thú. Dạ. Rồi, cái hoành rễ dòng đây hết là 40 ha. Hoành thân ngay chỗ đây là 18. Cái chiều cao nó là 24. Chiều cao là đến khúc to này thôi ha. Dạ rồi. Rồi, cây lộc vừng số 2. 250. Đây, để em xoay một vòng rễ nha. 250 thôi anh ha. Rồi. Dạ. Về mình điểm dây tùy thích ha chú. Rồi này điểm dây hoặc là mình ghép mấy cái lộc vừng vàng hay lộc vừng siêu bông gì vô đó là nó mau ha. Rồi đổi cây luôn nha. Đây hôm nay có sọp nữa ha. Đó, cây sọp. Rồi số 3 là một cây sọp, một cây túc nó là đọt đỏ nha. Dạ. Một cây thân trực lắc hơi cao, rễ nó đang xỏ xuống các chị bạn, mình rất nó đang bắt đầu tức nó mồi rễ nha. Đó, mình giữ mấy cái rễ này xuống mình làm cây đa ha. Rồi cây số 3 này có cái hoành rễ dòng là 40. Cái hoành thân ngay chỗ đây là 16 cm nha. Chiều cao là 35. Cái tán rộng nó là 40. Rồi dạ. Cái túc đỏ số 3. Cái này 250 ha. Dạ 250 thôi chú ơi. Dễ chơi. Rồi ha. Cái này giờ mình căng dây ra là thành cây luôn nha. Rồi mình đổi luôn ha. Rồi tiếp tục luôn. Rồi tiếp tục số 4 là một cây khế gân. Đây khế gân này. Đây một cây khế gân, rễ chảy đều trên mặt hết nha. Dạ. Rễ rất là đẹp luôn. Cũng có sữa chi tài luôn. Đây thì cái hoành rễ nó là 56. Cái hoành thân ngay chỗ tay em đây là 20. Chiều cao là 40, tán rộng 40 luôn ha. Dạ. Rồi cây khế gân số 4, cây này 450 nha, đã bao gồm phí ship ha. Dạ 450. Rồi em đổi cây luôn. Rồi, tiếp số 5 cũng là một cây khế gân luôn nha. Cây cũng định hình được một nước dây rồi ha. Cái dáng bài hồi đầu. Rồi, cây có cái hoành rễ dòng ở đây là 47 nha. Cái hoành cũ ngay cái chỗ cục gù ngay đây là 27. Hoành thân là 18. Chiều cao 33. Cái tán rộng 36. Dạ. Có cái cục bú, cục gù đó anh ha. Rồi, cục gù nó tự nhiên nha. Rồi cây khế gân số 5 này là 450 luôn ha, cũng bao gồm phí ship luôn. Cái chậu em đang nuôi nó khá là to nha các chị các bạn. Dạ. Đó cho nên mình chơi thì mình ép chậu nhỏ lại ha. Rồi tới sam hương của chú. Rồi tiếp là cây số 6. Cây số 6 này là một cây seri đài loan các chị. Ủa seri anh hả? Seri đài loan. Em lộn. Ừ. Rồi cái hoành thân ở đây là 12. Cái chiều cao nó là 30. Đây hết tán rộng nó luôn là 40. Dạ. Cây này cây cắt giật nha, cho nên đợi chậu nó ra xong là cây đẹp sẵn luôn rồi. Rồi cây Siri Đài Loan số 6, cây này 350. Cây cũng đã bao gồm phí ship luôn.
lá nó nhỏ anh Viễn ha, lá nó còn cái chồi sau nó nhỏ, chồi sau có thể là nó ra hoa luôn, cái kiện bản này mới có chồi đầu thôi. Seri Đài Loan. Rồi. Dạ. Rồi đổi cây luôn. Rồi, cũng là cây. Rồi số 7 cũng là một cây seri Đài Loan luôn nha, cây này bé hơn xíu. Dạ. Rồi cây này có cái quỳnh ngay chỗ gốc này là 10 thôi. Chiều cao là 30, cái tán rộng nó cũng 30 luôn. Dạ. Đó, co lắc hai thân ha, rất khéo luôn. Rồi cái seri Đài Loan số 7, cái này 200.000 thôi. Cái này đã bao gồm phí ship luôn. Dạ. Trái nó cũng giống như seri mình không anh? Đúng rồi, trái nó như seri mình nhưng mà bông nó đẹp hơn nha, bông nó màu hồng hồng đậm hơn chứ không phải nó màu hồng phấn như kia. Dạ rồi. Cái lá nó cũng khác. Rồi, tiếp là cây số 8, cũng là một cây seri Đài Loan luôn. Cây này dáng hơi bay. Lá nó nhỏ dễ chơi ha chú, chơi bonsai lá nhỏ này thì... Rồi cây này có cái hoành ngay gốc đây là 12, chiều cao là 28, hết nguyên cái tán rộng nó luôn là 35. Dạ. Rồi cây seri Đài Loan số 8, cây này 300.000. Đó, cũng đã bao gồm phí ship luôn, co lắc hai thân ha. Chỉ có 300 thôi chú à. Cây dáng hơi bay. Hai thân lắc rất đẹp. Rồi em đổi cây luôn. Dạ. Rồi tiếp tục đó. Số 9 là cây linh sam. Chính cây linh sam. Đây một cây linh sam nó mới vừa ra hoa xong ha. Dạ. Đây cây này có cái hoành rễ ngay đây là 43. Cái hoành thân ngay đây là 14. Cái chiều cao nó là chiều cao 35. Dạ rồi. Cái tán rộng nó 45. Đây rễ đều hết nha. Rồi cây linh sam số 9 này 200.000, cũng đã bao gồm phí ship luôn. Mấy cây em toàn đóng thùng xốp hết nha các chị bạn, mình yên tâm là không có dập gành gặp nhánh ha. Cây sạch sẽ lắm chú ơi. Rồi em đổi cây luôn. Đây, cây này cũng vậy luôn. Rồi tiếp là cây số 10. Đó, cây số 10 là một cây tông cao văn nhân ha. Dạ. Rồi cây này có cái hoành rễ dòng hết là 50 nha. Đó, cái hoành thân ngay chỗ đây là 14. Dạ rồi. Chiều cao là 46, cái tán rộng là 38. Rồi cây linh sam số 10. Số 10. Rồi cây này 250 nha. Cái dòng này là dòng da me đao điểm nha các chị bạn. Em nói dòng quên giới thiệu. Da me. Rồi em đổi cây luôn. Số 11. Rồi số 11 cũng là một cây da me luôn. Cái này là tông lùng. Yeah. Rồi nguyên cái hoành rễ ở đây là 40. Cái hoành thân sát gốc đây là 17. Chiều cao 20, tán rộng 28. Rồi cây linh sam số 11, cây rễ rất là đẹp luôn. Rồi cây này 250 luôn ha, cũng đã bao gồm phí ship nha. Rồi, bộ rễ đẹp anh ha. Rễ nằm. Rồi, em đổi cây luôn. Này thì một cặp anh ha. Này rồi, số 12 là một cặp, hai cây văn nhân, một cây to, cây nhỏ. Cây rất là dễ thương chú, cây văn nhân nhỏ bên này, quá dễ thương luôn. À, bên đây cũng vậy luôn. Nụ chi cành cũng lớn anh ha, già. Nụ chi cành lâu. Rồi cái cây cao này là cao nó là 40 cm. Cái tán rộng nó rộng nhất là 35. Cái thân nó thì tầm khoảng ngón tay cái mình nha. Yeah. Rồi còn cây bé. Đây cây bé rễ nơm rất là đẹp luôn. Cây bé này là cao 25 cm, tán rộng 23. Cái thân thì bằng ngón tay út thôi, còn rễ nơm rất là già luôn nha. Dạ yeah, rồi. Rồi, nguyên cái cặp hoa số 12 200.000. Cái này là dòng song hình lá gí nha các chị bạn. Cái gì một cặp như thế này 200 thôi anh hả? Đúng rồi, 200.000 bao ship luôn nha. Dạ, quá dễ thương chú ơi. Rồi em đổi cây luôn. Tiếp tục luôn anh ơi. Này giá cực kỳ dễ chơi cho mình luôn. Rồi số 13 là một cây tông cao. Cái này cây da me nha. Dạ. Rồi cái hoành rễ dòng ở đây là 50 nha. Cái hoành thân sát gốc là 20. Đây nếu quay dòng rễ rất là đều luôn. Rồi chiều cao đó là 55, tán rộng nó 37. Rồi cây linh sam da me số 13, cây này 208. Dạ, 208. Rồi em đổi cây luôn. Cây anh Viễn làm rất là sạch sẽ, chỉnh chu luôn ha. Rồi combo số 14. Combo số 14 thì gồm có 3 cây nha. Em quay từng cây ha. Nguyệt, Khế và Trà Phúc Kiến anh ha. Trà Phúc Kiến. Đây ba cây phong tranh hết nha. Phong tranh. Đây một cây này là cây huyệt quế. Cây huyệt quế thì cái chiều cao đó là 45, tán rộng nó 30. Cái thân nó thì tầm khoảng ngón trỏ mình nha.
Dạ rồi. Đây, về các chị bạn mình chia cái chi thêm cho nó đậm lại ha. Đây, cây mì quế hiện rất dễ có hoa nha. Rồi cây đầu tiên của cái combo số 14 ha. Rồi tới cây số 2. Cây số 2 là một cây khế nhật nha. Khế nhật. Đây một cây khế nhật cũng là cây riêng luôn anh ha. Đúng rồi, cây riêng hết. Cây rễ nó rễ rất là đẹp luôn. Cây này nó bé nhưng mà nó rất là già nha. Dạ. Không rồi cây nó cũng là cao 45. Đó, cao 45, cây tán ngang nó cũng 30 luôn nha. Ba cây nó hơi bằng bằng nhau ha. Dạ rồi. Rồi, tiếp cái số 3 của cái combo 14 nha. Rồi cây trà phúc kiến cũng cây ươm hạt luôn nha. Đó, cây ươm hạt rễ rất là già ha. Dạ. Rồi cái chiều cao với nó cũng tầm khoảng 45 với 30 nha. Chiều ngang khoảng 30. Đó, ba cây. Ba cây chỉ có 400 ngàn thôi, bao gồm phí ship luôn ha. Ba cây 400 thôi anh ha. Dạ, cực kỳ dễ chơi luôn mà làm cái phong cách này cũng lạ anh ha. Nói chung là khác biệt. Rồi em đổi cây tiếp đi. Rồi, đổi giúp em luôn. Làm cây rất là sạch chỉnh. Rồi, số 15 là cây cần thăng. Cây cần thăng này mình tính phôi nha. Cái cũ, cái hoành cũ ngay chỗ đây là 29 cm. Cái hoành thân thì to hơn ngón tay cái xíu thôi. Chiều cao là 30, cái tán rộng nó là 15. Rồi. Đây, rễ rất là đều luôn, rễ quái hết nha. Rồi, củ cần thăng số 15. Cái này 200 ngàn, cũng đã bao gồm phí ship ha. 200. Dạ rồi, đổi luôn anh. Rồi, tiếp số 16. Số 16 cũng là một cây cần thăng luôn, cũng cây này có vô dây rồi ha. Rồi, cái hoành cũ ngay chỗ đây là 30. Đó. Cái chiều cao nó là 30 luôn, cái tán rộng nó là 28. Dạ. Đây, củ khá là quái. Rồi, củ cần thăng số 16, cây này 250, cũng bao gồm phí ship luôn. Rồi, đổi cây luôn. Số 17. Rồi, số 17 là một cây ca ghép cam Mỹ nha, cần thăng ghép cam Mỹ. Nó rất là xiên trái nha các chị bạn, cái này nó mới ghép vô nó cũng dính rất là ổn định rồi. Nó chồi sau là nó mang trái theo nha. Rồi cây này có cái hoành cũ ngay chỗ đây là 40. Cái hoành thân ngay chỗ đây là 26. Chiều cao là 32, cái tán rộng nó 25. Rồi cây thân ghép cam Mỹ số 17. Cây này 450 nha. 450. Rồi chậu này rất là to, các chị bạn mình để mình nuôi khoảng nửa năm sau cũng không thành vấn đề luôn nha. Đi luôn cái chậu luôn anh hả? Ừ, xếp mà theo mình... theo chậu luôn. Theo chậu luôn hả? Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp là số 18, cũng là một cây cần thăng ghép cam Mỹ luôn nha. Cây này chậu cũ của nó ha, chưa có thai. Cho nên về các chị bạn mình thay chậu giúp em. Đây cũ khá là đẹp. Dạ. Rồi cái hoành cũ ngay chỗ đây là 32 cm nha. Hoành rễ thì to hơn ha. Cái hoành thân trên đây là 16. Chiều cao 36, tán rộng 25. Rồi, cây cần thăng ghép cam Mỹ số 18, 350. 350. À, cũng bao gồm phí ship luôn. Rồi. Rồi, đổi cây luôn. 19. Rồi, số 19 là một củ cần thăng này là ghép quýt đường nha. Quýt đường luôn hả? Ghép quýt đường. Đó, quýt đường bữa nó đeo trái mà thấy nó non quá là lạc rồi. Dạ. Đó, cái dấu ghép thì rất là ổn định rồi nha. Các chị bạn nó lên 2-3 cây chồi vậy ha. Đây, củ rất là to. Rủ nằm ha. Rồi nguyên cái củ ngay chỗ tay trên này ha là 37 nha. Cái hoành thân ngay chỗ tay em đây là 24. Chiều cao là 40, tán rộng 32. Yeah. Rồi củ cần thân ghép quýt đường số 19, 600 ngàn. Này củ khá là to các chị bạn. 600. Rồi bao gồm phí ship luôn nha. Chậu này em theo luôn, chậu này chậu nhựa các chị bạn. Củ to liền lạc của chú. Chậu này cũng đẹp ha, mình để mình chưng luôn cũng được ha. Dạ rồi. Số 20. Rồi tiếp là số 20. 20 là một cây linh sam hạt gạo. Linh sam lá rí. Dạ. Rễ nôm cao, thơm tàn thì ok rồi. Không có dây, không có gì hết nha chú. Cái này nói chung không, sam gạo thì không có dây nha. Dạ. Rồi nguyên cái hoành rễ dòng đây là 48. Cái hoành thân sát gốc là 14. Cao 28, tán rộng 35. Rồi cây sâm gạo số 20, cây này 250, cũng bao gồm phí ship luôn ha. Dạ. Rồi. Rồi, tiếp theo là số 21 nha. 21 cũng là một cây sâm gạo lá rí luôn ha. Dạ.
Rồi cây này có cái rễ nơm cũng khá là già nha, rất là già luôn. Cũng như ha. Cây mái tóc vậy ha. Rồi cái này cái hoành rễ rộng hết ra 50, hoành thân ngay đây là 13, cao 30, tán rộng 30 luôn. Rồi cây này nó đã định hình rồi nha, vậy các chị bạn mình hai chậu đẹp ra bắt đầu ra dây bỏ ha. Dạ rồi. Rồi cây sâm gạo 21, 200 ngàn luôn nha, đã bao gồm phí ship ha. Bộ rễ độc đáo quá chú ha. Tiếp anh này. Rồi tiếp số 22 là một củ can sen, củ dán bài nha. Yeah. Đó, rễ thì rất là đẹp luôn, củ liền luôn ha. Rồi cây này, cái này cho nó bài ra luôn. Thành cái tàn rất là đẹp. Rồi cái hoành rễ rộng đây là 42. Cái hoành thân ngay chỗ tay em đây, sát gốc là 19. Chiều cao 13, cái tán bài nó là 25. Rồi, củ chân sen số 22, cây này 350. Cây cũng đã bao gồm phí ship luôn. Cây sống khỏe hả chú? Cây rất là khỏe rồi. Rồi, đổi luôn anh ạ. Rồi, số 23 cũng là một củ chân sen luôn, một cây chân. Củ nói cái đế. Rồi, nồi đế. Nồi luôn. Rất là to luôn. Rồi nguyên cái dòng rễ dòng dưới đây là 50. Cái hoành thân ngay sát gốc là 21. Chiều cao đó là 25. Đó cây này mình sửa cây cây thông hoặc là cây hình búp măng vậy ha, rất là đẹp luôn nha. Dạ. Yeah. Rồi, củ này chiều cao nó thì chỉ được có 25 thôi ha. Rồi củ chân sen số 23 400 ngàn. 400 thôi. Rồi em đổi cây luôn. Dạ. Tục luôn. 24 cây sâm trái luôn. Rồi. 24 là một cây sâm trái lùng. Đó, lùng gọng chữ C nữa ha, lùng. Rồi lắc C luôn. Rồi cây này có cái hoành cũ ở dưới đây là 24 nha, hoành thân sát gốc là 16. Chiều cao 14, tán rộng 22. Rồi cây số 24 nha, cây này 300 ngàn. 300. Quá dễ thương của chú. Cái này mà ép chậu cái ép là... cho cái chậu đẹp là nó sẽ đẹp cái cây lên thôi. Rồi em đổi cây luôn. Thiên nhiên cũng được mà bắt dây cũng ok. Rồi số 25. Đây số 25 là một cây cây dán bài, bài quá trời xa luôn. Bài xa. Rồi cây này có cái hoành rễ dòng ở đây là 40 nha. Cái hoành thân ngay sát gốc là 15. Chiều cao là 22. Dạ. Nguyên cái tán bài nó luôn là 48. 48 gần 50 rồi, nửa mét rồi. Bài xa mà có 300 ngàn thôi. Đây rễ rất là đẹp luôn nha. Đó. À, nó xây một dòng rễ nha. Đó, rễ rất là đẹp luôn. Dạ. Thân thì co lắc tới ngoài luôn nha các chị bạn. Rồi cây sâm núi số 25 300 ngàn thôi. 300. Rồi đã bao gồm phí ship luôn rồi nha. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn. 6. Rồi số 26 cũng là một cây sâm núi luôn. Cây này tầm trung. Ý tưởng là gì anh Viễn? Ý tưởng mình chơi cây này là gì? Ý tưởng là mà bay hồi đầu. Bay hồi đầu hả? Rồi cái hoành rễ dòng ở đây là 29 nha. Cái hoành thân sát gốc là 11. Yeah, chiều cao là 30, chiều cao ngay cái tán lùng này là 28. Đây cái tán cao là 39. Chơi kiểu mà gắn rừng nhấp nhô vậy ha. Nhô đẹp đẹp nhưng mà chơi hai đỉnh. Hai đỉnh. Rồi cái tán rộng nó là 33. Em đi em ship luôn cái chậu nha. Chậu này chậu sành nha các chị bạn. Chậu này là chậu đẹp mình nuôi luôn á. Rồi, cây số 26 300 ngàn. Đây em xoay một vòng rễ nha. 300 thôi chú à. Dạ, cực kỳ dễ chơi luôn ha. Rồi cái giá thể này em cũng mới thay luôn nha. Vậy các chị bạn mình để nuôi khoảng nửa năm tháng sau hả thay ha. Dạ, rồi. Rồi đổi cây luôn. Đây, cây sam trái ảnh lựa những cái cây mà có cái nét riêng biệt cho mình chơi. Rồi một cây đổ treo nha. Một cây này nó toàn bay đổ treo. Dạ. Hơi độc lạ nha. Dân từng lên mình chơi ha. Củ này cũng khá là to. Đây cái hoành rễ rộng hết là 35 nha. Đây cái hoành thân sát gốc là 20. Đó. Hoành thân này hơi to. Rồi cao nó là 30. Hết cái tán nó luôn là 34. Rồi cây sâm trái xuống 27. Đây, cây này chỉ 350 thôi các chị bạn. Củ rất là to luôn. Mấy anh chị không thích chơi như vậy thì cắt lùng lại mình chơi lùng lực ha. Rất là lực nha. Dạ, yeah, rồi. Rồi cây số 27 350 nha, đổi cây luôn. 28. Số 28 là một cây nguyệt quế. Nguyệt quế. Đó, cây nguyệt quế này, cây này tầm trung nhưng mà khá là cái tán khá là to nha. Hoa nó mới vừa xong các chị bạn, rất là thơm luôn ha. Dạ. Này tán thì tạm kín rồi, mình vậy mình cứ danh mình chơi thôi chứ không cần phải sửa gì hết nha.
Rồi cây này có cái hoành rễ dòng đây là 52. Đây cái hoành thân sát gốc đây là 12 nha. Phồn đà thiên nhiên của chú ha. Cây rồi cao là 50, cao là nửa mét nha. Cái tán rộng nó là 65 lận. Cây này khá là to. Đây. Rồi cây Nguyệt Quế số 28, 600 ngàn. Cây cũng đã bao gồm phí ship luôn. Dạ, 600. Rồi em đổi cây luôn nha. Tiếp tục có cây rồi 27 là một cây mai chú thủy, mai chú thủy. Cây này cây lá lớn nha, cây lá lớn nhưng mà mình sửa một hai quận thì nó sẽ thành trở thành lá chung. Dạ. Rồi một cây da đen, da đen đây rễ đều hết nha, cây lùng, cây trực lắc, cây trực đài luôn nha. Rồi cây này cái nguyên cái hoành rễ dòng ở đây là 66, cái hoành thân ngay chỗ tài em là 37, chiều cao 30, cái tán rộng 55. Đó, cây mai chú thủy số 29 nha. Cây này 600 ngàn luôn ha, cũng đã bao gồm phí ship luôn. Có cây tử ở bên kia luôn anh ha. Có một cây mai sao nhỏ. Dạ. Rồi em đổi cây luôn. Rộng C luôn của chú ơi, chi cành đầy đủ. Rồi tiếp tục một cây sam trái. Đây một cây sam trái tán thông. Dạ cho các chị bạn mình chơi mùa Noel nha. Chơi Noel luôn ha. Ừ. Rồi cây này có cái hoành đây là 8 thôi nha, chiều cao là 1 mét. Đó, không trải đều hết, nó ra một đợt chồi đó là cây đặc hết nha. Tới Noel mình quấn cái đèn lên mình chơi khổ một cái thông ha. Dạ. Rồi cái tán rộng nhất ở dưới đây là 40 cm. Rồi cây sâm núi cháy số 30 nha, cây này 600 ngàn, cũng đã bao gồm phí ship luôn. Tròn xe luôn ha chú. Chỉ rồi đều hết. Đều sạch sẽ. Cây này nó cũng đang ra trái lát đát rồi. Dạ. Tán thông. Rồi em đổi cây luôn. 600 thôi anh hả? Rồi 600. 600. Tiếp tục một cây sam trái nữa nhưng mà dáng này chắc cây cây sam trái lá gí. Rừng trên thân. Đây cái dáng rừng trên thân nha. Vừa bay vừa rừng trên thân luôn. Các chị bạn mình có cái hồ cá mình để cho nó bay ra cái hồ ha, rất là đẹp. Đây cây đang trái luôn cái này. Dạ rồi, đang trái luôn nè. Cái này cây dòng sam núi trái lá gí nha các chị bạn. Dòng này thị trường nó cũng có cũng được một ít thôi chứ nó không có nhiều nha. Cây em đôn khoảng 3 chậu luôn. Đây 3 chậu cứng luôn nha. Đó về các chị bạn mình cứ khui ra để nó sổ ha. Rồi cái hoành rễ ngay chỗ tay em là 40. Cái hoành thân thì 7. Cái chiều cao nó cao nhất ở đây là 44. Dạ. Từ gốc nó bay ra tới ngoài đó là 55. Rồi cây sam trái lá gí này là 450. 450 thôi, rừng trên thân của chú rất độc đáo ha. Cũng đã bao gồm phí ship luôn. Cái này để cái hồ cá chơi thì 2, tuyệt vời luôn nha. Em thấy 7 thân, hiện giờ là anh lấy 7 thân rồi đúng không chú? Rồi em đổi cây luôn nha. Dạ. Ba chìm bảy nổi. Ba chìm bảy nổi. Rồi cây rất là đẹp luôn. Rồi tiếp là cây số 32. Cây cũng rừng đó là 31 rồi, cây này 32. 32. Rồi cái 32 là một cây sâm núi trái luôn, cây tầm trung. Đây nguyên cái dòng rễ hết đây là 33 nha. Cái hoành thân ngay chỗ đây là 11. Cao 30, cái tán rộng nó là 36. Rồi cây sâm trái số 32, cây này 300 ngàn. 300, quá dễ rồi, đã bao gồm phí ship luôn. Dạ. Rồi đổi cây luôn. Tiếp tục 30. Rồi 33, 33 cũng là một cây sâm núi trái luôn. Rồi cây này có cái hoành rễ dòng ở đây là 35 nha. Hoành thân ngay chỗ tay em là 15. Cao là 27. Cái tán rộng là 32. Này rễ rất là đẹp nha. Dạ rồi. Rồi cây sâm trái số 33, 300 ngàn luôn. 300 thôi. Hôm nay em sổ 300 ngàn lô sâm núi trái này luôn. Rồi đổ luôn anh ơi. Cây sâm rồi đến số 34. Này 34 mặt tiền đây. Đó, cái hoành rễ ngay đây là 44 nha, hoành thân trên đây là 14, cao là 32, này tán rộng 36. Rồi cây số 34 300 ngàn luôn. 300 luôn. Rồi em đổi cây tiếp nha. Dạ. Đây 35. Rồi cái 35, đây 35 cũng là một cây sam trái luôn, dáng đai nha. Đây rễ rất là đặc luôn ha. Rồi nguyên cái hoành rễ đây là 45 cm. Cái hoành thân ngay chỗ tay em là 16, cao là 25, tán rộng 36. Dạ, anh bắt rồi cây sâm trái số 35, 300 ngàn luôn. 300. Rồi tiếp là cây 36, cây 36 là cây danh tàn dụ nha. Dạ. Này thì... đó cây danh tàn ô. Thiên nhiên, tàn ô.
Rồi nguyên cái hoành rễ dưới đây là 44 nha, hoành thân sát gốc là 12, cây danh rất là kín luôn rồi, về chỉ chơi thôi. Rồi cái chiều cao là 28, nguyên cái tán rộng là 32. Rồi cây số 36, cây này 300 ngàn luôn, cũng đã bao gồm phí ship luôn. Dạ, rồi tiếp luôn. Rồi tiếp là 37, là một cây me. Đây, cây me là me bay. Me sạch sẽ ha. Rồi, cái rễ dưới đây là 32cm nha, hoành thân 10. Cây rất là già luôn các chị bạn. Dạ. Rồi, chiều cao là 25. Đây, hết cái tán bay của nó ra tới đây luôn là nửa mét nha, 50cm. Chi cành thì tạm kín rồi. Này, để xây một vòng luôn nha, co lắc từ trong ra ngoài luôn ha. Dạ, rồi. Rồi cái số 37 em nhắc lại là 400 ngàn ha, cũng đã bao gồm phí ship luôn. Mấy cái chậu này em theo hết, các chị bạn yên tâm nha. Dạ rồi. Rồi đổi cây luôn. 38 cũng tiếp tục là me. Rồi 38 cũng là một cây me. Đây một cây me. Này cũng co quái từ dưới chân lên tới đỉnh luôn nha. Cái rễ dưới này còn nhiều nha. Em đang ngu cho nên em không có khui lên nhiều. Dạ. Rồi cái dòng rễ dòng hết đi là tạm là 50cm. Hoành cũ đây là 25. Hoành thân 16, cao là 40, đây tán rộng 50, đây, xoay một vòng cho các chị bạn nó co lắc tới đỉnh luôn. Rồi cây me số 38, cây này 600 ngàn, cũng bao gồm phí ship luôn, ship cả chậu theo luôn nha. Cái này giá thể mới, các chị bạn mình cứ để nuôi ha. Rồi đổi luôn, 39, đây 39 là một cây sâm mũi trái. To đẹp. Một cây quăng nhân. Đó, chi cành nuôi cốt rất là to luôn nha. Yeah. Đây, cốt chi to đùng. Rễ thì cũng quái quá già luôn anh ha. Em thấy cái già. Già. Yeah, rất là già. Rồi, nguyên cái hoành rễ dòng ở đây là 64cm. Đây, cái hoành thân ngay tay em là 22 nha. Yeah. Đó, một tay hở nhiều ha. Cái chiều cao là 35. Đây, tán rộng nó là 28. Cây quăng nhân tàn rớt rất là đẹp luôn các chị bạn. Rồi cây số 39, cái này 2,5 triệu nha. Rồi cây này em cho phép em nói trước là cho em, nếu mà ấy là cho em xin cọc nha, tại cây này khá là to. Dạ. Yeah, nên xin một ít cọc ship thôi chứ không cần nhiều. Dạ. Yeah. Rồi em đổi cây tiếp nha. Cây quá già luôn chứ, nhìn rất là phê. Tiếp tục một cây quái khác. Rồi tiếp là một cây cây túc đọt đỏ luôn nha. Mã số 40. Số 40. Yeah. Đây cái cây này em cắm đây để vừa giữ cho nó với lại vừa để rễ mồi xuống nha. Nó cây ổn định rồi. Nó cây hơi quái quái. Quái quái, giống như cây gậy anh ha. À, cây này để làm cái tàn rớt xuống ha, rất là ngon. Rồi, rồi cái từ đây cao lên hết đây là 50cm nha. Rồi cái hoành cổ ngay chỗ đây là 16. Nguyên cái cục cổ gù ngay đây là 38 nha. Yeah. Đây, cò nó quái lắm chú ơi, nó cuộn ha, nó mới đi ra. Rồi cây túc nha, cây túc số 40, cây này 550 các chị bạn. 550 thôi anh hả? Đây nè, nó cuộn mấy vòng ha, nó mới đi ra. Rồi cây số 40 này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay luôn ha. Dạ. Rồi cuối clip xin chào tất cả các cô chú anh chị ha, thời gian qua đã ủng hộ kênh với lại ủng hộ nhà vườn rất nhiệt tình. Rồi em xin chào ạ. Dạ rồi, em chào anh Vĩ luôn ha. Rồi. Xin chào cô chú, hẹn gặp lại những clip tiếp theo.